Hello, xin chào các đồng chí, anh chị em, các bạn thân mến của Lợi Minh. Lợi Minh đã trở lại và sẽ đồng hành cùng anh chị em các bạn chiến đấu trên cái không gian mạng này. Anh em chúng ta tiếp tục vận mạnh. Cái bọn ba sọc lờ cái bọn ba sọc lờ mà anh Hùng Trần đặt cho tụi nó cái tên rất là hay, ba sọc lờ. Tụi nó đang run sợ, tụi nó đang rất là sợ khi thấy những người anh em yêu nước ở hải ngoại đang cất lên những tiếng nói rất là trung thực, đang vạch mặt những cái sự xảo trá của chúng nó. Cho nên tụi nó rất là run sợ. Trong suốt một tháng là mình không có live stream, là mình ngồi nghe và nhìn thấy. Tụi nó tìm đủ mọi cách để đánh phá và chia rẽ cái tinh thần đoàn kết của anh chị em các bạn yêu nước trong những ngày qua. Mặc dù có những cái chuyện mà chưa có hiểu hết, nhưng mà anh em mình cố gắng dằn lòng lại để đặng mà mình nhìn về đại cuộc. Năm xưa kẻ thù buộc cha anh chúng ta phải cầm cây súng để đặng mà thống nhất đất nước. Nhưng hôm nay kẻ thù buộc anh em chúng ta là những người yêu nước chân chính phải cất lên những cái tiếng nói từ hải ngoại cũng như trong nước để đặng chống lại những cái luận điệu xuyên tạc của cái đám ba sọc lờ. Nói tên cái đám ba sọc lờ này, cái tên anh Hùng đặt nó là cực kỳ hay luôn. Ba sọc lờ, nó đã bao que số lá rồi, bây giờ nó là ba sọc lờ. Nói tới cái đám này nó vừa tức cười mà nhiều lúc. Cho nên anh em chúng ta đoàn kết lại, anh chị em các bạn. Cái gì cũng vậy, nó cũng có những cái thời kỳ, những cái giai đoạn, những cái lúc mà sóng gió, những cái lúc mà anh em mình có những cái bị phân chia trong cái nội bộ. Nhưng mà chúng ta cần phải nhìn về cái lợi ích chung. Không có cái gì nó hoàn hảo hết. Miễn sao mình biết khiêm nhường và mình biết nhường nhịn nhau để đặng mà chiến đấu, vạch mặt cái đám chống cộng cực đoan ô hợp ở hải ngoại. Tôi cảm thấy rất là vui mỗi lần mà anh Hùng Trần anh chửi cái đám ba sập. Anh chửi ông nhận hay được chứ. Anh là dân Nam Bộ mà anh chửi. Mình là lần đầu tiên nghe dân Nam Bộ và anh chửi. Thành ra Lợi Minh rất là vui mà anh chị em các bạn chúng ta cứ nói vòng tay lớn. Trái đất này là của chúng mình, chúng ta cùng nhau truyền đạt những cái hay về với quê hương, vạch mặt những cái bọn chống cộng cực đoan ô hợp ở hải ngoại. Chúng ta không có gì phải sợ cái đám này. Luật pháp ở Mỹ nó sẽ bảo vệ anh em chúng ta, tại vì ở Mỹ này luật pháp nó rất là nghiêm minh, chứ không phải như cái đám chống cộng cực đoan ô hợp bên Mỹ này nó hở ra nó dọa người này, nó dọa người kia. Các bạn thấy mấy chục năm nay mà nó dọa rất là nhiều người, mà gần đây thì tiếng nói của anh chị các bạn đã cất lên rất là mạnh. Tôi thấy cái bọn ba sọc lờ bên Mỹ này nó đang rung, tại vì tất cả anh chị các bạn cất lên những cái tiếng nói trung thật như vậy đó, bà con những người trong nước người ta sẽ hiểu rõ được cái bọn chống cộng cực đoan ô hợp ở bên Mỹ là ai. Người ta sẽ hiểu rõ được nhiều hơn cái bản chất côn đồ lưu manh của chúng nó, cái bản chất xảo trá của chúng nó. Sự thật bao giờ nó cũng là sự thật, không thể nào mà chối cãi được. Thì sau một thời gian vắng bóng, hôm nay Lợi Minh đã trở lại và sẽ cẩn thận hơn để không mắc mưu mấy cái đám mà trong cộng cực đoan ô hợp. Mình phải sẽ cẩn thận hơn. Đây là một cái cuộc chiến rất là lâu dài, anh chị các bạn. Anh nên chúng ta cần phải cẩn thận những cái tag chat để không bị mất nick hay là tài khoản của mình. Tại vì hiện nay Facebook nó cũng đang căng,
các anh chị các bạn biết thì theo mình theo dõi tin tức ở bên Mỹ đó, thì tụi FBI nó hình sự bên Mỹ nó có đưa lên một cái thống kê hiện nay vấn đề mà cybercrime là tội phạm trên không gian mạng đó, nó tăng một cách rất là kinh khủng, nó đã tăng lên ở một cái mức rất là báo động, 88,000 người. Thành ra hiện nay Facebook nó xét duyệt những người mà có tài khoản á rất là kỹ. Thế thì mình coi trên mạng thì mình coi tin tức hàng ngày, mình nghe những cái đài tin tức của Mỹ nó thông báo là bây giờ mà ai mà mở Facebook các bạn sẽ nó đòi hỏi là phải có giấy chứng minh thư chứng từ, rồi nó sẽ xét duyệt rất là kỹ, chứ không phải như lúc trước. Trong cái trường hợp này nó cũng trùng hợp với cái vấn đề mà an ninh mạng Việt Nam của mình cũng đã ra đời. Cho nên tôi thấy rất nhiều anh chị em các bạn cũng mất nick. Nhiều khi mình tag rồi anh chị các bạn cẩn thận. Cái tụi chống cộng cực đoan vô hợp nó cũng lưu manh cho nó. Nhiều khi nó lợi dụng, nó chăm chọc, nó làm cho mình bức xúc. Rồi mình sẽ tức lên, mình chửi nó. Mình chửi nó bằng microphone thì không sao, nhưng mà mình text á, thì thằng Facebook nó dịch lại. Nhưng khi nó dịch trên trời dưới đất lắm, nó dịch nhiều cái cũng dở hơi lắm. Thành ra mình bị dính bẫy tụi nó. Cho nên chúng ta cẩn thận để không mất công mình phải lập nick. Còn nếu mà anh chị các bạn mà lập nick á, thì cần phải lập để đó ít nhất là vài ba tháng, đừng có tương tác nhiều. Các bạn mà tương tác với lại những cái tài khoản cũ đó là hàng Facebook nó sẽ theo dõi và nó sẽ khóa cái tài khoản của mình. Hiện nay Facebook nó có hơn 2 tỷ người user, có nghĩa là hơn 2 tỷ người mà trong cái tài khoản của nó hái ra tiền mà. Cho nên bây giờ nó đang tìm cách nó chấn chỉnh lại cái Facebook của nó. Các bạn biết ở bên Mỹ cũng vậy, cũng nhiều người cũng bị nó đóng tài khoản luôn. Và người ta lên tin tức á, ngay cả ông Trump mà ông còn bức xúc, mà ông còn phải lên tiếng, các bạn biết đó. Ông lên tiếng là cái tụi Facebook với là Twitter nó khóa tài khoản những người mà bất đồng chính kiến với lại bất đồng chính kiến trên cái không gian mạng này của cái đảng phái á, cái đề chính trị đó, họ bị khóa tài khoản. Tại vì những cái cách họ chia sẻ nó có vẻ cay cú. Hàng Facebook nhiều khi nó hướng theo dư luận nhiều hơn. Nhiều khi nó không cần biết chuyện nó đúng sai nữa, nó hướng theo cái dư luận. Tại vì nó thằng Mỹ, thằng tư bản, anh chị các bạn biết, nó làm việc chuyện để nó lấy số đông, miễn sao nó kiếm được tiền quảng cáo và để nó ăn là nó là money top mà. Anh chị các bạn biết thằng tư bản Mỹ nè, nó là cái thằng business, mà tôi hay đùa nó gọi là thằng business, nó là money top, nó chỉ có vậy thôi, quyền lợi của nó là trên hết. Nhiều khi mình làm việc với nó thấy có lợi thì nó tương tác, còn khi mà nó không còn mà thấy nó lợi dụng được đó, là nó sẽ không tương tác, nó bỏ ngang mình. Cho nên cũng chính vì những cái đường lối chính trị của Mỹ như vậy, nó tạo lên những cái kẻ thù, những cái kẻ thù của nó. Chứ các bạn thấy ngày xưa nó giúp ông Saddam Hussein, nó giúp ông rất là tận tình để đánh Iran. Sau này nó chơi, nó bỏ ngang, nó bỏ con vợ giữa chợ, nó quay trở qua ông, cho nên ông Saddam ông hiểu, ông biết được những cái cách chơi của ông Mỹ, ông thích, ông tìm cách ông chọc ai về nó quất qua nó làm thịt ông thiệt. Lúc đó thì nó cũng là dầu quả rồi. Các bạn biết ngay cả ông Labin cũng vậy, ông Bin Laden đó, ông cũng là ngày xưa ông cũng là gọi là CIA nó huấn luyện mà. Các bạn biết ông là biệt kích
gọi là rất là giỏi. Ông được CIA huấn luyện để đặng mà đánh đánh Xô Viết, đánh khối Liên Xô. Các bạn biết thời thời đó thằng Mỹ nó nhiều cái chính sách chính trị của nó quái đản lắm. Tại vì nó thay đổi tổng thống 4 năm 6 năm. Nhiều khi chính trị thằng này lên nắm quyền thì cái đường lối của nó có những cái chiều hướng thế này thế nọ, nhưng cái thằng khác lên lại thay đổi. Nhiều khi nó ký những cái hợp đồng, những cái lời hứa vậy, tổng thống khác lên nó vẫn có thể thay đổi. Cho nên mình làm ăn với Mỹ hay mình chơi với Mỹ gì, mình phải thận trọng, không nên cuồng nó quá, không nên coi nó giống như là một cái gì đó chân trung tâm của vũ trụ, thì có ngày nó cũng quất mình văng vô chết. Cho nên mình đến đất Mỹ thì cũng vậy anh Chiên các bạn, mình học hỏi và để tìm cơ hội để đặng mà phát huy cái hay. Mình phải tự lo lấy mình, chứ không phải ngồi đó cứ giống như cái đám chống cộng cực đoan ô hợp. Mỗi lần mà lại bên chia sẻ đó, đã đảo lại bên trục xuất lại mình, sao mày không về Việt Nam ở đi. Còn nhiều lúc mình vô mấy cái mà bài mình chia sẻ đó, nó nói mình ăn cháo đá bát Mỹ, mình sống ở Mỹ mà không có biết ơn Mỹ. Ở Mỹ người ta làm tao đóng thế mẹ luôn, mình đóng thế mình trả nó không trả thế nó coi. Coi lúc đó là ơn ai. Thường thường mấy cái thằng mà nó ăn bám cái phúc lợi xã hội của Mỹ, các bạn biết nó ngồi nó đội Mỹ trên đầu lắm. Khi mà Lại Minh hay một số anh chị các bạn mà chia sẻ về những cái tiêu cực xã hội của Mỹ đó, nó sợ lắm, nó sợ giống như ông cố nội Mỹ nó bị bị mất uy tín hay sao đó. Thằng Mỹ nó có khe, nó trong Mỹ nó có khe. Mà những gì mình chia sẻ nó cũng nằm trong cái vấn đề truyền thông của Mỹ, chứ không phải mình bịa đặt ra đâu. Mấy cái đám mà chống cộng cực đoan ở bên Mỹ này, nó cuồng Mỹ một cách rất là quái đản. Cho nên nhiều cái ngồi cười, có những lúc cười ra nước mắt. Những cái chuyện ở trên mạng này, cái không gian mạng này, nói chung thì anh em chúng ta đoàn kết nhau, mình chống lại cái luận điệu xuyên tạc, chia sẻ những cái hay để cùng nhau mình học hỏi, góp phần bảo vệ sự bình yên của quê hương đất nước. Những gì mà cha anh chúng ta đã hy sinh và ngày hôm nay chúng ta cần phải gìn giữ lấy. Mình nói như Bác Hồ đã từng nói, vua Hùng có công dựng nước, bác cháu ta cùng nhau giữ nước. Thì Lợi Minh mượn câu đó, Lợi Minh chia sẻ với anh chị em các bạn, vua Hùng có công dựng nước, chúng ta anh em chúng ta cùng bác và đảng bảo vệ cái đất nước này, bảo vệ cái sự bình yên, để đặng mà xây dựng cái đất nước ngày một nó tốt đẹp hơn, vạch mặt những cái âm mưu cái bọn chống cộng cực đoan ô hợp, tụi nó tuyên truyền rất là láo phép, để những người nhẹ dạ cả tin họ không bị tụi nó lừa, để rồi họ vướng vào những cái lao lý nó vô nghĩa. Các bạn thấy nó đâu có đáng. Xã hội bây giờ muôn màu muôn mặt, những cái vấn nạn về vấn nạn tham nhũng hay là tệ nạn xã hội như vậy, tôi nói anh chị các bạn, tại vì tôi xem tin tức Mỹ hàng ngày nó update liên tục, tôi nhiều khi ngồi thấy cũng dữ dằn lắm chứ không phải giỡn đâu. Hiện nay Việt Nam mình đang khắc phục rất là tốt, theo tôi thấy là như vậy. Vấn đề mà xã hội tệ nạn ở Việt Nam mình hiện nay cũng vậy, vấn đề tham nhũng hối lộ luôn. Hiện nay cái sự lãnh đạo của đảng tôi thấy đang khắc phục rất là tốt. Nhìn chung thì tôi thấy đất nước mình ngày một đổi mới và phát triển theo cái sự lãnh đạo của đảng và nhà nước Việt Nam hiện nay, tôi thấy rất là tuyệt vời. Về vấn đề niềm tin chiến lược, kinh tế rất là tốt.
tại vì tôi cũng là dân làm ăn cho nên tôi cũng theo dõi cái thị trường chứng khoán của Mỹ. Thực ra cái thị trường chứng khoán của Mỹ hiện nay Việt Nam của mình cũng giao dịch trên đó rất là nhiều. Cái chứng khoán của Việt Nam mình nó cũng nằm ở tại New York, cho nên tôi cũng theo dõi hàng ngày để xem coi cái giao dịch của Việt Nam mình nó ở mức độ nào. Tôi thấy khá tốt, nhất là trong cái bối cảnh hiện nay mà Mỹ với Trung nó đấu với nhau về vấn đề kinh tế đó, Việt Nam mình có lợi, tại vì hàng hóa của Trung Quốc nó sẽ cao lên, đấy, nó sẽ nâng giá cao lên, mình sẽ có lợi, mình nhập cảng của Mỹ mình sẽ được hưởng những cái ưu đãi. Mà hiện nay hàng hóa của Việt Nam của mình rất là chuẩn, từ thực phẩm cho tới những cái hàng mặt hàng gia dụng. Tôi thấy bắt đầu mình đã vào được cái thị trường Mỹ, một cái thị trường rất là khó tính, mình đã vào được phải nói rất là hãnh diện. Mình đi trước, mình đi sau, nhưng mình đi chậm nhưng mà mình đi rất là bền, mình rất là vững vàng anh chị các bạn. Cái tiếng nói của Việt Nam mình ngày hôm nay trên cái cộng đồng quốc tế hiện nay, cái tầm cỡ phải nói là rất là uy tín và mạnh mẽ, chứ không phải giống như ngày xưa đâu. Thì ra thì tôi thấy là rất là tự hào mình là một người Việt Nam. Hiện nay trong nước vấn đề phát triển kinh tế tôi thấy rất là khá tốt, nhà nhà người người ai cũng ăn nên làm ra. Việt Nam bây giờ chịu khó làm ăn, nói chung là biết cần kiệm, biết học hỏi thì sẽ vươn lên. Gần đây thì tôi cũng theo dõi thị trường trong nước rất là nhiều. Các bạn thấy là cái đường cao tốc Dầu Dây Đà Lạt đang bắt đầu triển khai rồi đó, đang bắt đầu triển khai cho đến giai đoạn năm 2020 là sẽ đi vào hoạt động, cho tới Bình Đại Bảo Lộc sẽ tạo những cái thuận lợi cho những cái tuyến đường giao thông đó rất là tốt. Anh chị em các bạn biết hạ tầng cơ sở nó là một cái mạch máu lưu thông của cái nền kinh tế. Hạ tầng cơ sở mà phát triển tốt thì nó sẽ giúp cái nền kinh tế lưu thông cực kỳ hay và tốt. Và sau đó cho đến năm 2022 thì toàn bộ tuyến cao tốc của Long Thành cho tới Đà Lạt sẽ đi vào hoạt động toàn bộ. Nó sẽ làm cho những cái giao thông, các bạn biết, người ta đi nó sẽ không mất đi những nhiều thời gian, hàng hóa sẽ được lưu thông một cách hiệu quả hơn, rất là tuyệt vời. Cho nên hôm nay là mình chia sẻ trở lại cùng anh chị em các bạn, phải nói rất là vui. Một tháng trời ngày nào cũng ngồi điếm và nói cha nó cái đó chống cộng cực đoan ô hợp này nó tấn công mình khủng khiếp. Hôm đó mình cũng thú rồi chứ, mình cũng thú với thằng AQ, mình biết. Mình hôm đó mình vô diễn đàn của Thanh Quốc, mình tìm cách để đặng mà tạo cái sự đoàn kết của anh em lại. Nó ngồi ở dưới nó thấy, mình chìm các bạn biết, nó thấy ngồi nó tức nó lên cái diễn đàn của Thanh Quốc đó. nó dụ, nó tìm cách để dụ ngọt Thanh Quốc được. Mình ngồi mắc cười lắm. Sau đó mình quên, mình sơ ý, mình nói là phải block thằng này mới được, thằng sớm càng tốt. Biết thế nào nó cũng mò vô Facebook của mình, những cái bài nhiều khi mình viết được, mình nói cái đám dồi bỏ. Nó báo cáo một cái mới vừa thả ra kìa, hôm tháng trước mới vừa thả ra có được tầng hai tầng, nó vô nó bò vô cái nó quất cái nữa, 30 nhà nữa, tiếc ơi là tiếc, ngay 30 tháng 4 nữa mình lại không có cơ hội để đặng mà like như cái ngày 30 tháng 4 nữa, tiếc ơi là tiếc. Kỳ đó ngay dịp Tết mình cũng bị một số thế lực khác nó tấn công rớt ngay cái dịp Tết, mình làm mình mất đi những cái cơ hội rất là hay, rất là
ổn. Nhưng mà dù sao Lại Minh vẫn là Lại Minh, sẽ luôn luôn đồng hành cùng quý bà, anh bà, chị em các bạn trên mọi nẻo đường. Cái đất Mỹ này bơ thừa sữa cặn, nó không có làm cho Lại Minh lệch lạc cái tư duy, nó khá không làm cho Lại Minh thay đổi được cái lập trường mà cuồng Mỹ đâu. Có nhiều người căn dặn Lại Minh là phải cố lên thế này, đừng gì đó, chân đứng gì đó, chân đứng đá gì, đá mềm gì đó. Cho nên là mình cũng nhắn nhủ tới Lisa, Nancy Phạm là hãy cố gắng, mình phải đặt cái quyền lợi dân tộc quốc gia lên trên. Nhiều khi mình đi làm cách mạng ở trên cái không gian mạng này, nó rất là nhiều cái hiểm nguy, những cái sự độc ác của những các thế lực thù địch, nó luôn luôn lúc nào cũng đánh phá những người yêu nước chân chính như tất cả anh chị em các bạn. Nó sẽ tìm đủ mọi cách để đặng mà nó đánh vào những cái tâm lý để cho một số người bị suy sụp. Nhiều khi nó dựa vào một số cái yếu tố, giống như nó nói yêu nước là chỉ có người trong nước thì mới yêu nước thôi, còn người ở nước ngoài thì không thể nào yêu nước. Tôi không nghĩ vậy. Yêu nước có mỗi người có mỗi cách. Mình yêu nước là mình bảo vệ sự bình yên của đất nước mình. Người ở nước ngoài, người ta có những cái cách yêu nước nó khác nhau. Có thể họ góp những cái tiếng nói, hay là những cái nhân lực, tài năng và kiến thức của họ. Còn khi đất nước lâm nguy thì không phải ai cũng có thể cầm súng ra chiến trường được. Đất nước lâm nguy thì những cái người mà lính cũng phải được tuyển chọn, cũng phải được huấn luyện, tập huấn. Chứ không phải là tự nhiên cái chạy ra đó ôm cái súng AK rồi đi bắn. Nó không phải. Có nhiều người ví dụ nó như vậy, nó không có chuẩn. Cho nên nhiều khi anh chị các bạn không nên nản lòng. Nhiều khi những cái người mà khác họ đánh vào những cái tâm lý, nói Lại Minh ở nước ngoài làm sao mà yêu nước. Mình yêu nước bằng cái trái tim của mình, bằng cái tâm hồn của mình, bằng cái con người, sự hiểu biết của mình. Mình yêu nước là mình không xuyên tạc, mình không chống phá, mình không nói xấu quê hương, hay là mình không làm những cái điều bất nhân, bất nghĩa, bất trung, bất tính. Đó cũng là những cái yêu nước. Nhưng mà anh chị em các bạn cần phải giữ vững lập trường. Nhiều khi đừng có để những người khác họ đánh vào những cái yếu điểm đó, chứ mình bị suy sụp. Bao nhiêu mình đấu tranh, tự nhiên bị người khác nói Lại Minh không phải là người yêu nước thế này nọ. Tôi nói anh chị em các bạn biết, nếu mà Lại Minh mà có những cái suy nghĩ yếu lòng như vậy, Lại Minh rớt ở trên không gian mạng này từ lâu rồi. Ngày xưa Lại Minh bị đánh tứ phía chứ không phải giỡn đâu. Bị đánh ngay từ trong đồng đội anh em của mình chứ không phải giỡn đâu. Các bạn biết ở những cái diễn đàn Yahoo, Pow Talk đúng vậy. Rượt mình Lại Minh chạy bất dép chứ. Tụi nó từng là anh em, từng chung một cái những cái diễn đàn với nhau, tới chừng mà nó có những cái mâu thuẫn rồi bắt đầu tụi nó bịa chuyện với nhau, rồi nó làm game á. Các bạn biết cái bài game á, mèn ơi, nó rượt Lại Minh chạy sức bất sang bàn. Chạy sức bất sang bàn á. Nhưng mà mình phải kiên cường. Mình phải kiên cường. Các anh chị các bạn cứ nghĩ đi, mỗi khi mà những người khác họ làm cho mình bị, họ đánh tâm lý, nhiều khi làm cho mình bị sờn lòng, mình phải nhớ lại cha anh chúng ta ngày xưa chỉ đôi dép râu, họ vượt Trường Sơn xẻ núi, và biết bao nhiêu những người hy sinh cho đất nước. Các bạn đọc những bài viết của những người mà chiến sĩ, họ biết họ sẽ chết, họ sẽ hy sinh, nhưng họ viết những cái lá thư rất là cảm động. Tôi nói ngay cả các bạn đọc những câu chuyện của chị Phạm Thị Ngọc Tươi, một người phụ nữ từng theo bác và đảng vào chiến khu gian khổ như thế nào. Người ta hy sinh cả cha, cả mẹ, gia đình và anh em.
Mà ngày hôm nay anh em chúng ta trên cái không gian mạng này, chúng ta chỉ là một phần nhỏ thôi anh chị và các bạn. Thành ra mỗi anh em chúng ta phải kiên cường, phải kiên cường, phải hiên ngang. Khó khăn nào mình cũng phải vượt qua, nhiệm vụ nào mình cũng phải hoàn thành, kẻ thù nào mình cũng phải đánh thắng. Chúng ta phải kiên cường như cha anh chúng ta ngày xưa đã kiên cường. Chính vì sự kiên cường bất khuất mà các bạn nhìn thấy người cộng sản đã thống nhất được đất nước. Chính nghĩa luôn thuộc về lẽ phải. Cho nên lại mình chia sẻ với anh chị các bạn thấy, mình thấy rằng nhiều trong những ngày qua ngồi ở một số những người yêu nước khác, họ có những cái nhìn và những cái tư duy nó chưa có chuẩn, làm cho một số các bạn bị yếu đuối. Cho nên lại mình kêu gọi các bạn hãy vững lòng, cuộc chiến này còn dài, anh em chúng ta sẽ đoàn kết nha. Thôi thì chào anh chị em các bạn nha, bye bye, chào anh Ti Tông nha, xóa anh Ti Tông, mạng lại mình yếu chưa có chia sẻ với anh được, cho nên hẹn anh dịp khác nha, chào anh chị em các bạn nha.